lũ rút chậm. Đến sáng ngày 11 tháng 10, nhiều nơi tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn ngập, một số nơi cô lập. Ghi nhận tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, tuy nước lũ đã rút ở nhiều khu vực, nhưng nhiều khu dân cư nằm trong vùng trũng thấp vẫn còn bị ngập nước. Tại thôn Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, nước lũ vẫn ngập khoảng 0,5 mét. Người dân tạm trú tại các nhà cao tầng, xen ghép. Tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, vẫn còn ngập cục bộ ở thôn Phúc Minh. Ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành cho biết, từ 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10, lũ lên đạt đỉnh và bắt đầu rút dần. Hầu hết các xã thị trấn trên địa bàn huyện đều ngập, nhiều khu vực ngập rất sâu. Đến sáng ngày 11 tháng 10, các địa phương đang kiểm tra tình hình ngập, một số nơi vẫn ngập cục bộ, lũ đang rút. Đối với các trường học, thì huyện đang cho học sinh nghỉ học, chờ khắc phục lũ lụt sau mưa lũ. Tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã cắm bảng, giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm trên tuyến đường băng qua sông Trà Khúc. Còn người dân ở ốc đảo thôn Ân Phú và xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, giữa sông Trà Khúc, đã tìm nhiều cách để phòng tránh lũ, như xây nhà có gác, nâng cao nền nhà, làm tường kiên cố, xây nhà cho gia súc gia cầm. Người dân nơi đây có đến 70% làm nhà có nền cao từ 1 đến 2 mét, xây tường xi măng kiên cố như hàng rào chống lũ trước nhà. Hầu hết nhà trong làng đều có thêm chạn gác để tránh lũ. Trong làng cũng có công trình nhà chống lũ cộng đồng. Trước bão lũ, người dân đều tập trung ở nhà chống lũ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang xuống chậm. Trong đó các sông Vệ, sông Trà Câu vẫn đang dưới mức báo động 3, khoảng 0,03 đến 0,31 mét. Sông Trà Bồng và sông Trà Khúc dưới mức báo động 2, từ 0,16 đến 0,17 mét. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên các sông dao động ở mức báo động 2, báo động 3 và xuống chậm. Trong 6 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống chậm dần. Ngập lụt trên diện rộng còn xảy ra ở các vùng trũng thấp ven sông tại một số địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Đặc biệt là các xã ven sông Vệ, sông Phước Giang như Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Đức, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, ven sông Trà Câu như Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, ngập các ngầm, cầu tràn tại một số địa phương thuộc các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long. Sáng cùng ngày, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã cho học sinh các bậc mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn nghỉ học. Lý do vì thời gian qua, trên địa bàn huyện liên tục xảy ra mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Để đảm bảo an toàn, huyện đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 11 tháng 10 và chỉ đi học trở lại khi đảm bảo an toàn. Ông Bùi Thế Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi nhận thông báo, lãnh đạo xã đã xuống tận thôn thông báo cho phụ huynh biết, cũng như khuyến cáo trong thời gian các em nghỉ học, không để các em ra vùng có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn. Tại quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Đàn, Tam An, huyện Phú Ninh, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nước lũ tràn qua đường gây ách tắc giao thông. Đoạn từ km 895 đến km 989 ngập sâu. Nhiều đoạn ngập gần 1 mét gây ách tắc giao thông cục bộ. Ngay từ đêm ngày 10 tháng 10 đến sáng nay, lực lượng của đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh Quảng Nam đã túc trực phân luồng giao thông, yêu cầu người dân đi xe máy, ô tô, xe tải dưới 3,5 tấn phải quay đầu, không được qua chỗ ngập để đảm bảo an toàn. Lực lượng ứng trực cũng hướng dẫn các phương tiện di chuyển bằng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoặc tuyến đường biển 129. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến nay sông Vu Gia tại trạm Hội Khách đang dưới báo động 1 là 1,35 m, tại trạm Ái Nghĩa dưới báo động 3 là 0,17 m, còn tại sông Thu Bồn có 3 trạm trên mức báo động 3, gồm các trạm Nông Sơn, Câu Lâu, Hội An, riêng tại trạm Giao Thủy trên báo động 2 là 0,79 m. Hiện các hồ thủy lợi do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý có 12 trên 17 hồ đã tích đầy nước, riêng hồ Phú Ninh đã tích 69,9%. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, chiều ngày 9 tháng 10 tại khu vực sông Nước Na, anh Hồ Văn Tiến và chị Hồ Thị Dâu cùng trú xã Trà Cang bị nước cuốn trôi mất tích khi đi qua sông. Sau đó anh Tiến may mắn thoát nạn về nhà, còn chị Dâu vẫn đang mất tích. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đoàn Văn Hương, 54 tuổi, trú khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.
Trước đó, chiều ngày 10 tháng 10, nghe thông tin có một học sinh bị nước cuốn trôi, ông Hương nhảy xuống tìm kiếm thì không may bị nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.